Đường về cánh thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Quá phanh phanh có bao mái đầu, hát thiêu vàng anh điên câu. Ông bóng xa nghe tiếng ai dù mơ màng, mưa rơi rơi gió lôi đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu sớm vắng im đêm, ai xu lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sống thêm. Xe lăn trong đêm cuốn tà tre mồ côi, như cánh lùng mình với dòng nước nổi trôi, không bến không bờ tương con dân lặng thầm gọi mẹ cha ơi. Trời hay quá trời. Hả? Trời con hát hay quá vậy con. Trời ơi, con hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con. Đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả? Ba mẹ con bỏ đen mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con? Nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi dạo gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi. Cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị đây, chị em cho chị hết tiền. Dạ. Đi. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy? Hả? Vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chứ lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền lãnh đạm nó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thua không? Thua cái gì? Mọi người ơi! Có người bắt cóc con nít nè! Nè, nè, nè! Mọi người ơi! Chị có cái coi chừng tôi đó! Coi chừng cái gì? Đi! Đi! Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha! Cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhưng... Mày dắt theo người ta hả? Hả? Mày ngon, mày theo người ta đi. Nhưng... Nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Đâu có mày ơi. Nè, mày bán cho tao đi. Mẹ cha cùng ai.
ra đây, đi ra đây. Đi. Hay lắm ha. Bắt đừng có sợ. Chị ngon rồi, chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Có. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì vậy? Có phải bà ta là người đã đánh tụi con đúng không? Con đừng có sợ, có cô chú hai nè. Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao không, không phải cô mà mẹ. Nó chỉ mày nghe, tại sao mày đánh con? Là chị đó. Ha ha, chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng vật chứng có đầy đủ nè. Mời bà về phường làm việc. Gì kỳ vậy? Ôi vậy vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Gì vậy? Thank you.
còn gian nan chắc mà hẹn gian thế nhân. Máu đôi thay. Tới các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình tới Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi cơn bão đi qua. Mai mưa vơ với đêm dài.
mận răng biết cắt lầu. Lời quê chưa đứng ruộng, mận răng biết cắt cho trăm con
hơn bạn ngờ. Theo sông Hồng mơ lối về xuôi, theo sông Hồng mơ lối về xuôi. Thân lũ lụt thân cơn hạn hán mà nên ý điều trèo trong trèo. Nói gương thủa trước mình đến cá trù nên điều hát văn đi. Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ quang trung đại nghĩa phú xuân khơi bắn khơi nam như đôi dòng sữa đẹp khúc nam mơ xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy giống cổ nghĩa nhân. Ai còn nhớ thuở nằm nỗi ngủ hay giấc lạnh tàn đông, bầu sữa thơm mềm mỏng ửng môi hồng, hơi ấm mẹ đông đưa chiều gió lòng. Những sự đói no chỉ là nhu cầu cho thể xác, còn tiếng mẹ ầu ơ ấm nồng từng giai điệu ngọt liếm lời ru là nhu liệu của tinh thần. Không sắc không hương nhưng thơm ngọt đắng ngần, nhưng điều bắt nguồn từ tiếng mẹ thân quen. Làng điệu nào mà ta gọi dân ca, sao lại giống như những lời ru của mẹ. Điệu lý câu hò khơi đồng tình quê, làm sao xuyến đê mê là bài ca vọng cổ. Đồng đàn đã cô ngân ông vương
cho trăm con. Tự hào biết mấy ôi dáng đứng Việt Nam đẹp mơ, đẹp mãi đến bây giờ. Cho dáng đứng Việt Nam đẹp mơ, đẹp mãi mùa giờ mình gặp nhau.
chuyện buồn
Cho trời đời một ngày nắng ta hát vang
Chị đâu có làm gì đâu. Trời ơi, chị làm biến phải không? Chị làm biến phải không? Em mát mẹ cho chị coi nè. Mẹ ơi, chị tắm làm biến đi mẹ. Có mẹ nè con. Tân. Dạ. Mày làm biến phải không? Dạ không có đâu mẹ. Mày làm xong hết công việc nhà chưa? Dạ, con làm xong hết rồi. Mày quét nhà chưa? Dạ rồi. Mày lau nhà chưa? Dạ rồi. Mày đốt nhà chưa? Mày lộn tám. Dạ. Chị mở mắt ra đi. Tặng mẹ. Dạ. Ủa, mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ đang bị amidam mà con cứ chọc mẹ hoài. Con xin lỗi mẹ. Xin qua đây. Dạ. Lẹ. Dạ. Thôi mà, mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Bữa nay mẹ tha cho con đi mẹ. Ừ, mẹ tha cho con. Dạ. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Ây da. Ây da. Mẹ đánh chị Tám mạnh tay quá vậy. Chị Tám chỉ đau kìa. Mô Phật. Con đâu có muốn vậy đâu. Mà tại vì nó chọc con thôi. Con hiền quá mà. Tám. Dạ. Đi vô làm việc nha. Nhanh lên. Dạ. Mẹ mẹ. Gì con? Hồi nãy con thấy chị Tám ở dưới giếng chị làm gì hả mẹ? Có cái gì mà bí mật với vậy con? Mà chị vừa hát mà chị vừa làm cái gì nữa mẹ? Cái đó là bài gì vậy con? Bài này nè mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai mẹ con mình hát quá trời mà không thấy có cái gì hết trời mẹ. Chắc con hát lộn bài rồi đó. À, con nhớ rồi, chị Tám hát vậy nè mẹ. Bỗng bỗng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Mẹ mẹ, cái con gì nó lên, con gì nó lên kìa mẹ. Thế này ạ. Go. Ủa con gì mà sao nó kêu được đủ thứ tiếng hết vậy? Trời ơi mẹ, nhìn cái tướng của nó là con biết con cá gì rồi đó mẹ. Con gì? Con cá lóc. Bậy. Con cá sặc. Không phải, con cá trời kiên. À, mẹ biết rồi nè. Con gì vậy mẹ? Con khởi khi hỏi khỉ. Con khỉ nào dưới giếng bà? Ừ ha. Lộn, nó bậy nè, nó bậy nè, nó bậy nè. Mẹ ơi, con biết rồi mẹ, trên trường người ta có dạy con á mẹ. Con này là con cá bóng. Đúng rồi. Nhưng mà sao con cá bóng gì mà nó khổng lồ dữ vậy? Dạ thưa hai chị, em không phải là cá bóng thường. Em là cá bóng mú. Mẹ, hay là mình bắt nó vô kho tiêu đi mẹ. Ừ, mẹ thích món này lắm á. Nhưng mà nó to quá sao bắt vậy? Để mẹ cho con. Dạ. Ra không? Dạ đồng. Ra đi chơi nè. Không chịu không? Giờ có ra không? Dạ em ra liền, em ra liền chị, ra liền. Em đẹo liền, em ra liền. Dạ em ra liền, dạ em ra liền chị. Trời ơi. Đạp đuôi cá. Con cá này ghê thật. Hai chị đủ em ra đây nè, có gì vui không kêu ra đây vậy? Có nhiều thứ vui lắm. Nhiều cái vui lắm, trời ta quá. Nhưng mà giờ em đói bụng rồi nè, có gì ăn không? Có gì ăn nè? Có món cá bóng kho tiêu. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Trời ơi. Chết rồi, không biết cá bóng có sao không nữa. Không vậy, cá bóng thì nó ngon thiệt luôn á. Thằng tăng luôn rồi hả? Nhưng mà mấy mốt này bỏ ít ít nước mắm thôi. Dạ rồi, ăn mặn gì không tốt đâu mẹ ha. Ừ. Loa, triều đình mở hội thứ hai. Các cô gái từ 18 đến 20 tuổi, ai có đủ điều kiện lên triều đình thứ hai nghe chưa? Mẹ ơi, con muốn thứ hai. Mẹ cũng muốn thứ hai nữa. Giờ hai mẹ con mình đi ha. Ừ. Ê, nhưng mà khoan, mẹ không muốn đi lên trên đó tay không đâu. Mình phải có tiết mục về để tặng cho hoàng tử chứ. Con nhớ ha, cái bài gì mà mẹ con mình hay hát không? À, con nhớ rồi mẹ. Một bề trắng tình con xin con xin
xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm giấc, những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm giấc, những giọt mưa cuối cùng. Bên giây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Yeah.
về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng sôi dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng trà bạc ngàn dừa xanh. Từng chàng nước đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, nằm đi mở đất cho ta thêm yêu bầy chim sao. Gió lòng chờ trăng lên thân tiếng gọi năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quằn đau ý. Đường dù sai ông trăng lên cấn
trải qua bao mùa mưa nắng.